Rồi, chào anh em. Con này vừa xong giá rồi anh em ơi. Bò lõm vừa xong giá. Bò này bán rồi. Còn con bự này. Với em mới về thêm hai con. Vừa con này nè. Lưng nè. Ghen luôn. Mặt nè, nó ăn nè. Nói về con bò pin nè, thêm con này nữa, nói về con cặp, nói về cặp này luôn, cặp bò pin luôn. Cặp bò này nó đều với nhau xứng lắm. Này hết gống rồi. Đó. Nè nè. Hai con mặt giống giống nhau. Thịt chưa? Xương. Lô bò đẹp luôn anh em ơi. Bò này bán cho khách rồi luôn. Lưng dai là phải độ, phải lựa, mặt đẹp dữ lắm, mặt cục không à, mỏ bự không, ăn khủng khiếp luôn, ăn rồi. Bò lõm này, ê. Từ thành phố Cầu Kè chị Vinh. Anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại ha. Chứ mình không có báo giá cụ thể trực tiếp từng con được. Bò này con bò đít. Bò đít bự nè. Hết hồn của đít. Anh em nào khoái bò độ thì liên hệ đi, liên hệ mình. Con bò này thì vừa cắp giá xong. Một xíu mình giao. Khu vực Trà Vinh là mình giao tới nhà. Còn ở Sóc Trăng thì qua đây bắt từ 2 con, 3 con mình mới giao. Mới đi bắt về luôn. Sắc lộ lên em. Rồi, chào bà Thanh Tính, xin chào anh em.